Chuyện ở lớp. Mẹ có biết ở lớp bạn Hoa không học bài, sáng nay cô giáo gọi đứng dậy đỏ bừng tai. Mẹ có biết ở lớp bạn Hùng cứ trêu con, bạn Mai tay đầy mực còn bôi bẩn ra bàn. Vuốt tóc con mẹ bảo mẹ chẳng nhớ nổi đâu, nói mẹ nghe ở lớp con đã ngoan thế nào. Chuyện ở lớp. Mẹ có biết ở lớp bạn Hoa không học bài, sáng nay cô giáo gọi đứng dậy đỏ bừng tai. Mẹ có biết ở lớp bạn Hùng cứ trêu con, bạn Mai tay đầy mực còn bôi bẩn ra bàn. Vuốt tóc con mẹ bảo mẹ chẳng nhớ nổi đâu, nói mẹ nghe ở lớp con đã ngoan thế nào.